Hi, xin chào chưa các bạn. Hôm nay bên em lại về thêm một lô Nokia 6021 New 100% của nhà mạng Movista. Đây. Đó. Nokia 6021 Movista GSM 900 1800 đó, made in Hungary. Đó, thông tin đầy đủ. Bên ngoài cái hộp. Đó. Đây cái chữ Movista đúng chuẩn luôn nha anh chị. Và trong hộp của nó thì bao gồm cái máy. Đó anh chị nhìn cái máy nè, máy tinh. Nó có logo Movista đúng chuẩn luôn nè, thấy chưa? Thấy không? Hàng của nó là nước ngoài nó chuẩn như vậy đó. Cho nên anh chị nên mua là khỏi lo vấn đề mà giỏ lô, giỏ dựng, giỏ Trung Quốc, giỏ nhái gì đó nha. Nè, sườn zin new đẹp lắm nè, thấy chưa? Bên trong. Đó. Anh nào xài điện thoại cổ lâu năm á, nhìn cái đồ biết liền à. Còn những anh nào ít có xài điện thoại á, nhìn không biết đâu, cứ cũng hay nghi ngờ lắm. Tại vì nhiều anh suy nghĩ là tại sao giờ còn máy mới, đúng không? Nói chung là như thế. Đó, nhưng mà em cam kết em bán là mới 100% nha. Đó. Đó, bên trong thì nó có bao gồm máy, pin sạc, cục pin 5B, đây, lấy coi thử nè. Đó. Cục pin 5B zin new 100%. Đó, quay cận cảnh cho anh nào ở xa coi khi anh nhận hàng là vậy nha. Còn bên trong là cục sạc zin 100%, chui bự của Nokia. Cục này là không có hàng nào mà nhái được hết á nha. Đúng chuẩn Nokia mới có cục này thôi anh chị. Mấy cục này không có nhái linh kiện, nhái dởm hay gì nha. Đó. Bên trong thì vậy. Như là cái sách hướng dẫn ta, đó, sách hướng dẫn nằm ở đây nha. Mà em không có mở sách chi, nó cũng dễ coi mà. Đó, bây giờ cái máy này em bỏ sim thử rồi nè. Đó. Này để qua một bên đi. Đó, giờ em mở sim thử, mở cho anh chị xem, mở nguồn ở đây trên đầu. Đó. Mở ra nè. Con này pin xài 4 5 ngày nha. Bảo đảm 100%. Đó, lên Movista đẹp không? Đúng chuẩn, không lai gì hết. Đó, chị thấy mở lên sóng lên liền. Em đang trong phòng nè. Sóng mạnh ghê. Đó. Chuông rất là mạnh nha anh chị. Chuông rất lớn chứ quên, chứ phải mạnh mà rung mạnh chứ quên. Lộn, em hay lộn quá. Đây, mở chuông thử nè. Giờ thử chung khác nè. Đó anh chị không, gom rất là mạnh nha. Còn loa trong nó cũng rất là lớn. Đó, đây là chui sạc, chỗ ghim tai nghe. Nhưng mà cái máy này ít ai xài tai nghe lắm, cho nên cái hộp nó không thiết kế bỏ tai nghe. Đó anh chị thấy không, hàng new, thích hợp cho anh nào á mà ở mà muốn công việc mà trong rừng á, trong rừng rồi trong đi biển rồi đó, mà muốn máy mà sống mạnh mà pin trâu á thì nên lấy con này. Con này thật ra là anh chị thấy em quay số lượng vậy thôi chứ sự rất là hiếm. Bảo đảm 100%, chỉ có sức em có thôi, thật sự. Đó, cho nên anh nào coi clip nào này thích, đam mê, bụp liền. Đừng suy nghĩ. Tới khi hết là tiền không ra nha. Đó, em quay cận cảnh. Đó. Hàng có sẵn. Anh nào một rảnh khi qua lấy. Đó. Ở xa thì em ship tới nhà, khỏi lo gì hết. Máy nào cũng đẹp, máy nào cũng mới. Đó. Nó còn lớp bụi thấy không. Khui cái hộp ra còn nghe mùi nước ngoài còn thơm thơm nữa đó. Nè đây nha, chùm máy cổ. Rồi ok. Anh nào mua thì cứ liên hệ bên em nha. Tất cả là hàng new 100%, zin mới 100%. Kiểm tra đời máy coi nó sản xuất năm mấy nè, sao thân. Đó, 206. Nó 16 năm, máy mới.
Rồi, cảm ơn chị xe clip. Anh nào mua cứ alo cho em.